Hiện tại thì cô sẽ livestream liên quân vào các ngày 24, 6 có thể là chủ nhật ở kênh LNB TV và livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile và Tân Tiêu Ngạo VNG ở kênh LNB vào các ngày 3, 5, 7. Những anh em nào mà chưa biết cô livestream ở đâu thì có thể vào kênh LNB và LNB TV để đăng ký và theo dõi nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S607 để cùng anh cua Alaska quá khứ và anh lúa trong cái team tâm mạo cảnh hai con hệ quả. Rồi vừa mới vô là thăm dò cái kiểu bên kia cũng thăm dò lại các thứ có thi yên đâu ha. Chúng ta hai hệ quả cũng phải cẩn thận ngăn ngán tí nha anh em. Bên kia là có bảo kích đấy, nó đóng băng, nó quăng cái dòng quăng nói chung là đóng băng cái quăng cái dù thả bét đồ cái kiểu mình cũng toan, tại vì team của mình ban đầu nó không có mạnh anh em. Có con cái bang thì nó mạnh thiệt, còn Minh Giáo với lại con tàn kiếm nó hơi giấy tí, nên là chúng ta phải đánh cẩn thận nha. Bên khu bên phải hiện tại đang có thương nhân và team của chúng ta đang có nhu cầu xuống dưới đây. Hiện tại đang có cái anh cái bang Thiên Dương với lại Trường Ca, thì Trường Ca đã búp cái thận, Trường Ca đang bị dồn combo, Trường Ca nhảy khinh công, Thiên Dương bên kia đang say rất là nhiệt tình, Thiên Dương búp 7x, Trường Ca chỉ còn một chấm máu, nhào vô lính để hồi máu các kiểu. Trường Ca đã bị giữ lại, chúng ta cũng đã bị giữ bởi cái chiêu mà gọi là Bá Dương nổ hóng. Rồi Trường Ca lên dĩa, chúng ta đang áp sát vào anh Thiên Dương bên kia, Thiên Dương bên kia cũng đã chết, Trường Ca lên dĩa và chỉ có cái anh này là cái anh kiểu như là treo máy thôi. Tội nghiệp nội Trường Ca định làm một cái clip kéo hai ông treo máy nhưng mà rất là tiếc là gặp ông chèo máy, ông nhanh đánh vô con quái luôn mới ghê chứ. Rồi ok, chúng ta đã có xong một cái khu mà gọi là cái này gọi là bình thường gọi đó chính là con đường máu anh em. Khi mà chúng ta đánh xong một cái khu nào đó đúng không, chúng ta được chống cái khu đó, chúng ta về khu cũ của mình. Có những team khác người ta di chuyển sang, người ta hốt mình thì mình có chiều, mình có khu á, mình chạy về cái khu mà mình nãy mình mới chiếm. Mà hên xui nha, sợ có những cái team khác người ta cũng trùng ý định với mình nên là anh em cũng di chuyển chung cái kiểu, rồi cái vô đập thêm tập 2 nữa đó cũng hơi toàn tí. Team của mình khả năng hồi máu nó không cao, phải nói là không cao, đa phần là chỉ có một con Minh Giáo. Thì Minh Giáo khi mình lên biết kiếp chung của phần Sơn Phải Xuyên nó mới có khả năng hồi máu, còn hai cái môn phái kia thì đánh chơi chiêu các kiểu mới hồi máu chút xíu thôi chứ không có khả năng hồi máu tốt. Hình như là chúng ta nhường cục máu cho anh cái bang, đúng rồi đó anh em, đánh anh em nhớ nhường cho team của chúng ta. Biết là team của chúng ta đang là một team không được mạnh trong giao tranh nên là kiếm cái góc đứng luôn. Rồi cái anh tàn kiếm đã lên khu số 7, hình như có người, ai có một anh cái bang khác. À vậy là ban đầu có ý đồ hết anh em, biết là cái team của mình là team về sau, ban đầu giao tranh không có mạnh lắm nên là team của mình kiếm góc mà chúng ta trốn thôi, trốn phạm, khi nào mà có đồ rồi chúng ta sẽ quýnh. Đây là một trong những cách ẩn thân chút xíu, nhịn chút xíu mà mình đến khúc cố mình bung ra cũng được, cũng rất là hay luôn. Team của mình thì ban đầu anh em có thể nhìn thấy có thể quýnh nhau với một team, ok bằng phẳng luôn, kiểu như là công bằng luôn á, quýnh công bằng luôn, ngang đầu nhau cái kiểu quýnh luôn. Nhưng mà có những cái team khác, tại vì anh em cũng biết là cái giai đoạn số 1 hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều team. Hai anh kia đã chạy lên trên, à có người luôn anh em ơi, có Thúy Yên, Thúy Yên đã bị lên dĩa quăng cục băng chào chúng ta bay nồi. Rồi Ngũ Độc đã bị dặm, Ngũ Độc bị búp 7x, Ngũ Độc chết, chúng ta ăn cục máu. À team của mình đánh ghê nha, Trường Ca cái kiểu khá là tiếc cho team bên kia. Vậy đây là một trong những ý đồ của team mình anh em. Ê có Thiếu Lâm đồ cái kiểu đúng không, bị tàn phế, chúng ta khinh công, Thiếu Lâm nhảy hộp, chúng ta còn chấm máu. Team kia có dí theo không? Không, team kia không dí theo anh em. Ôi ôi ghê thiệt, rất là may mắn khi mà chúng ta đã nhảy khinh công, cái ông kia ổng hút vô cái là mất clip liền đúng không. Ai nồi thiệt, kinh khủng, quá ghê, anh cua nhà chúng ta hình như ai tên cua cũng BK hay anh em. Trời ghê chưa, ghê thiệt, cua Alaska luôn chứ, ghê thiệt. Quá dữ. Bây giờ là cố gắng bảo kê anh cua nha anh em. Cua chết là không có clip đâu. Bây giờ là cố gắng là mình đứng ở bên ngoài canh. Có người qua thì anh em nhớ thông báo. Anh tàn kiếm hiện tại di chuyển lên bên trên coi có ai hay không. Có cục máu luôn kìa ông nội. Ông nội không cần cục máu ông nội ơi. Phải nồi, trong giai đoạn số 1 này dây thứ 0 thì sẽ có đoạn nha anh em. Lưu ý nhìn cái thời gian, luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn thời gian. Rồi chúng ta chết đoạn trước khi qua khu. Hoặc là anh em có qua khu thì anh em nhớ nghĩ lại. Tại vì bây giờ chúng ta tự nhiên bị mất cục máu mất tiêu luôn, em thấy không?
tự nhiên không ăn cục máu luôn, nó hiện cục máu bên kia không chịu ăn luôn, khá là tiếc, phải đứng đây phong quái cái kiểu, anh em phải lưu ý nha. Rồi chúng ta di chuyển xuống dưới lại hay sao? À đang có yêu cầu lên thương nhân anh em. À không, thấy là thôi, tôi yếu máu rồi, ăn cái gì tôi yếu máu quýnh lộn chứ không nổi. Phải là đây có cục máu này, nó mất cục máu luôn, cho cái tội không chịu ăn, bị một anh nào đó di chuyển ăn này. Rồi cố gắng kéo quái lại rồi chúng ta farm lính hồi máu thôi. Hồi máu khá là chua nha. Tại dây mồm phải mình giáo thì anh em có thể búp lên cái chiêu quả quan tàn ảnh, cái chiêu mà say say á, à, khi chúng ta kéo quái vô có thêm một mớ đam đồ cái kiểu đúng không, gây ra cho quái rồi chúng ta được hồi máu một tí luôn, ăn được một cục tỷ lệ bạo kích, chạy qua bên đây à, tiếp cực. Trời ơi phải nồi toàn là những cái khu gì có hai ba quái không vậy ba, có năm quái thì chúng ta đã quản tí nhưng mà có hai ba quái thì hay mệt. Đây hỏa quan tàn ảnh, à có bé năm độc qua luôn rồi, ui ghê vậy, năm độc ngâm y đồ cái kiểu ha. Rồi có thiếu lâm luôn, chúng ta đang quỷ thiên diệt địa, thiếu lâm bên kia đã búp bự, thiếu lâm bên kia còn 30% máu, thiếu lâm bên kia đang bị dùng combo, team của chúng ta đang cố gắng chạy à, rồi bên kia cũng chạy luôn. Rồi anh tàn kiếm thì anh ta đã bùng bị ít luôn, team của chúng ta đang gặp khá là nhiều khó khăn. Di chuyển lên thương nhân, cái này là một trong những quyết định khá là táo bạo nha anh em, tại vì thương nhân là một trong những cái khu rất là nguy hiểm đối với những cái thời gian, những cái khúc mà chúng ta gần đến cái giai đoạn nghỉ ngơi thì anh em sẽ di chuyển qua thương nhân rất là lẹ. Rồi anh em nào ở đây đây có gì vậy à kiểu như là chúng ta quỷ thiên lên để né ông công lôn chứ chúng ta không có giữ lại, mất công nó giật xét một cái tốn thêm một cục máu nữa, xui xui chặt xét cho queo luôn. Một cái pha chơi an toàn của anh cua rất là khủng khiếp cho anh cua của chúng ta. Bây giờ là chúng ta cố gắng chạy vòng vòng coi có team nào chiêu hay không, thăm dò các kiểu có khu nào có năm con quái hay không. Rồi dưới 30 giây là chúng ta sẽ biết được. Rồi nhìn cái này kiểu này là biết là ổng đi chết đồ ăn nè, kiểu chết đồ ăn như thế này thì giai đoạn nghỉ ngơi của giai đoạn số 2 mới có thôi nha anh em. Ngay khu số 9 hiện tại đang có năm con quái. À đây có thương nhân, à không có biết kiếp phần sơn phải xuyên anh em ơi. Qua bên phải có một ông minh giáo luôn mày, sao đang có chạy nhanh, tại có bốn quái nè. Dưới 30 giây thì chúng ta sẽ biết được chúng ta đóng khu nào và mở khu nào, nên là anh em có thể di chuyển vô những cái khu bên ngoài rìa, những cái khu nào mà anh em cảm thấy nó mở á, chúng ta tập trung. Những khu nào đẹp hơn nữa thì có năm con quái thì hồi máu sẽ ok hơn. Đó, có rất là nhiều khu đang mở bên ngoài, anh em có thể nhìn thấy dưới 30 giây của giai đoạn số 1 nha, anh em có thể check cái điều đó. Rồi qua cái giai đoạn số 2 thì giây thứ 30 sẽ có đoạn, anh em lưu ý giai đoạn số 1, giai đoạn số 3 và giai đoạn số 4, giây thứ 0 sẽ có đoạn và giai đoạn số 2, giây thứ 30 sẽ có đoạn. Team của chúng ta đang tập trung ở khu số 5 có năm con quái, nếu được thì bập hỏa quang tàn ảnh đấy, đấy đúng rồi, bập cái đó vô, nó gây ra sát thương liên tục cho những đối phương xung quanh, nhất là những con quái. Chúng ta có thêm tỷ lệ bổ kích nữa, chúng ta sẽ hòm áo khá là tốt. Và thương nhân đã bắt đầu xuất hiện, anh em có thể nhanh chóng bật cái bản đồ lên rồi xem thương nhân ở khúc nào. Nếu mà thương nhân ở gần chúng ta thì qua luôn, quýnh nhau cãi nó không sao. Anh em chỉ cần những cái người còn lại như là anh quá khứ và anh với là anh hai lúa đó, cái anh này anh lúa cho phải hai lúa chứ, hai cái anh này cố gắng giữ mạng. Môn phái minh giáo có khả năng quỷ thiên nhiệt địa lên, chạy vô thương nhân mua bí kíp chạy về. Anh em có thể chơi theo cái cách đó, cách đó là khá là hay. Khi mà anh em cầm minh giáo chúng ta di chuyển qua thương nhân rồi chúng ta chơi chỗ đó chúng ta chạy. Nếu như mà chúng ta đã lên được cuốn bí kíp sơ của quỷ thiên nhiệt địa, đây có một cục tên là vô kích, thì chúng ta sẽ có thể miễn khống chế khi mà chơi cái chiêu quỷ thiên nhiệt địa, xong rồi chơi xong á thì chúng ta sẽ được miễn khống chế. Chúng ta dậm xuống chúng ta chạy lên ngựa chạy nhanh đúng không, bây giờ có con ngựa cái kiểu mà. Rồi bây giờ cố gắng để cho anh tàn kiếm farm tí đi, có di chuyển qua thương nhân hay không anh ơi, minh giáo mà không có phần sơn vệ xuyên sẽ khá là thọt đấy. Rồi farm ở đây luôn đi, bật bản đồ lên coi coi cái con kia ở đâu, đây bên khu số 6 luôn, có di chuyển hay không, nếu gặp mình có đồ có tiền mình sẽ di chuyển qua 6 luôn, một mình thôi, tại vì mình có chiêu combo mà anh em, mình có chiêu đây 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 có tìm, hình như là có minh giáo luôn, rất là nguy hiểm. Chúng ta đang khống chế bên kia, anh tàn kiếm đã mất 7x, thiên dương bên kia đang xây trì, thiên dương bên kia chưa búp thẩn, thiên dương bên kia cảm thấy yếu máu, thiên dương đã chạy. Chúng ta đang giữ trường ca, trường ca chỉ còn một chấm máu, trường ca đang bị giữ lại cực kỳ nguy hiểm, trường ca đã chết. Một cái pha mà rất là đáng tiếc, phản kèo cực kỳ hay của cái anh team của anh cua,
À, đáng tiếc dành cho team bạn á, team bạn đi vô 3 người, xong rồi team bạn đứng kế bên team mình khống chế lại team bạn bị ăn combo. Dạ, đúng không? Quá khủng khiếp. Anh Minh Giáo thì dậm, làm cho anh tàn kiếm mất 7x, nhưng mà tàn kiếm được cái là nó bung 7x ngay luôn, nên là cũng cấu đam đối phương. Đáng tiếc là cho anh Trường Ca. Trường Ca là môn phái hỗ trợ để cho team của chúng ta hồi máu, nên là chúng ta mất Trường Ca là coi như là chúng ta khá là khổ cho anh Thiên Dương. Thiên Dương thì không có khả năng hồi máu tốt bằng Minh Giáo, đúng không? Minh Giáo có phần sân vệ sinh làm bị kíp chung thì nó hồi máu rất là ok luôn. Bây giờ là chúng ta đang lợi thế hơn team bên kia. Bên kia có Minh Giáo, team của chúng ta cũng phải cẩn thận. Coi có một cục bạo, có cục bất tử, anh em có thể chạy vào khu số 6 luôn. Đúng rồi, hay quá. Nghĩa những khu xung quanh nha. Khu số 6 này có ai không? Không có ai. Mua phần sân hên vậy. Trời ơi, đúng hên luôn. Phải nồi. Rồi, chạy về nhanh chóng luôn. Có một bé Trường Ca hay sao á. Ok. Rồi, chúng ta đã chạy về thành công. Bây giờ chúng ta đã có khả năng hồ máu rồi đó anh em ơi. Rồi, di chuyển lên khu bên trên đi anh. Không di chuyển luôn. Như dây luôn. 3 phút rồi kìa. Ra ảo tượng rồi đó. Coi chừng khu số 5 của chúng ta có cái ảo tượng đấy. Nhớ bật bản đồ lên xem nha anh em. Chỉ cần xem hai lần thôi. Một lần là vừa mới mở giai đoạn nào đó, giây thứ 50, xem thương dân ở đâu. Lần thứ hai là xem ảo tượng ở đâu. Chỉ cần bật hai lần thôi, không cần nhiều đâu. Rồi chúng ta di chuyển qua khu số 5. Khu số 5 hiện tại đang có ảo tượng. Có một bé Trường Ca, chúng ta quỷ thiên. Trường Ca đặt cái dòng, tàn kiếm đặt cái lồng luôn. Bây giờ Trường Ca đang bị khống chế. Tàn kiếm chỉ còn một chấm máu, tàn kiếm cố gắng giết Trường Ca. Tàn kiếm đã nhảy khinh công, Trường Ca chết trong cái dòng luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn anh em. Cái ông cái bàn phải nói là không phải nổi thiệt. Đúng khủng luôn. Ai, có Minh Giáo bảo kích nha, cẩn thận nha. Cái bang chưa búp tới điệp, Minh Giáo bảo kích nó dậm vô cái bang cũng có thể chặt đó vừa mới nói. Vãi nồi, vừa mới nói luôn. Vãi ông nội, anh đi về quá khứ luôn rồi. Vãi ba, thôi lên cũng biết kiếp chung dành cho quỷ thiên diệt đi. Ôi ơi, tôi vừa mới nói luôn á, chưa dứt điểm luôn á là ông lên dĩa thấy đen thui ổng luôn rồi. Kinh khủng. Ông Minh Giáo bên kia rất là nhanh tay luôn anh em. Có cục tỷ này bảo kích là coi như là ông bá chùm luôn rồi. Quá khủng khiếp. Quá ghê, đáng tiếc trên cái bàn của chúng ta quá. Rồi bây giờ là ăn một cục tấn công luôn. Để coi coi anh hai lúa của chúng ta, ấy anh lúa của chúng ta có thể sống sót với anh Minh Giáo bên kia hay không. 30 giây sẽ có đoàn nha. Bây giờ anh cua. À búp lên, di chuyển qua đây. Lướt vô quái cực kỳ kinh khủng. Rồi đang cố gắng khống chế anh Thiên Dương, dậm một cái nữa cây Thiên Dương. Thiên Dương có bạo kích nó xây lại cũng hơi mệt đấy. Rồi cái ông Minh Giáo bên kia thấy chúng ta, ơi nguy hiểm nguy hiểm, nhảy quỷ thiên. Ôi ôi còn một chấm máu cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đã búp 7x rồi. Bây giờ cái anh Minh Giáo đang cố gắng gây ra kiểu giống như là đang di chuyển để làm cho chúng ta, ôi rất là nguy hiểm, là một cục máu luôn. Tưởng là ông tàn kiếm là một trong những người sẽ bị hấp diêm lại kiểu như là thay thế anh em, nhưng mà hên tàn kiếm chạy kịp. Hay thiệt chứ, vãi nồi thiệt, ông này cũng đúng hên luôn á. Bị dậm cái, ông kia bảo kích vậy mà không giết được ông này ta, ổn vậy. Ổn kinh luôn á. Một phát một giờ không chết. Đây, chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta đang gây ra đam cho bạn Thiên Dương. Thiên Dương chạy lên trên, ông Minh Giáo cũng quỷ thiên luôn. Thấy vậy cũng sợ lắm á. Đừng có đùa. Minh Giáo nó dậm lên trời cũng mệt á. Nó dậm lên là chúng dậm nó cũng mệt đó anh em. Xui xui tự nhiên mất cái chiêu quỷ thiên cái búp lên 7x nữa đúng không. Thêm cái phần sơn nữa chứ, gích đam lên cái chết luôn. Đó, cực kỳ nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta đang bị ép bởi cái team Minh Giáo. Cái khúc này thì nếu như anh em nào mà tay to thì có thể chạy qua khu số 1, nghĩa xem có ai ăn khu số 1 hay không. Rồi bây giờ chúng ta có ý định di chuyển qua trái luôn hay không. À, team của chúng ta sẽ cố gắng farm hết cái dòng số 2 này. Rồi team của chúng ta sẽ win nhau sau đó. Ok, team mình đang lép với so với team của bạn. Team của bạn thì Thiên Dương có bức tử đúng không, nhưng mà tàn kiếm không có bức tử, cũng hơi lép một tí anh em. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận thôi. Chưa lên đủ đồ luôn, không đủ bí kíp các kiểu, không đủ gì hết. Có Ngami, Minh Giáo, Thiếu Lâm. Thiếu Lâm, Trường Ca, Ngami hay sao á. Ghê ha. Thiếu Lâm trong cái phiên bản hiện tại khá là ok nha anh em. Khá là thú vị đấy. Nó có chiêu hút vô. Thì thay vì chúng ta khinh công hút vô, bây giờ Thiếu Lâm bấm hút thì nó sẽ nhảy lên tốc biến á, để nhanh chóng áp sát đối phương hút vô liền luôn. Nếu không có mục tiêu thì nó sẽ không có chơi chiêu hút được. Nên nếu có mục tiêu thì nó sẽ ưu tiên hút người. Nếu mà anh em ưu tiên hút quái thì nó sẽ hút quái. Nên anh em phải ưu tiên người chơi nha. Còn không thì anh em nhớ coi con lăn của mình á. Đối phương bên trái mà mình hút bên phải cái vô quái gắn chịu nha mấy ba.
nên anh em cũng phải cẩn thận. Rồi anh em nào mà chơi con thiếu lâm mà kiểu giống như là bét thiếu lâm á, thường chơi thiếu lâm, anh em canh đông đông người hút vô cục hai ba đứa chậm lại á, giả đó nó mới sướng anh em. Rồi bây giờ quay lại trận thi đấu này thì giai đoạn nghỉ ngơi của giai đoạn số 2, giây thứ 30 nó có đoạn, thì giai đoạn nghỉ ngơi nó chỉ có 30 giây để có đoạn khúc ban đầu anh em. Bây giờ là chúng ta kiếm đoạn không có đâu. Qua giai đoạn số 3 thì giây thứ 0 sẽ có đoạn nha anh em, lưu ý. Bây giờ team của chúng ta đang chia ra chạy tùm lum tà la. Đối thủ nguy hiểm nhất trong team của chúng ta đó chính là team Minh Giáo với lại Thiên Vương. Hai ông này tôi thấy có bảo kích đi lệ luôn á, nên là anh đàn kiếm cũng phải cẩn thận, anh cua cũng phải cẩn thận nha. Bên kia nó cũng khủng khiếp lắm á. Ăn một cái xây chì của Thiên Dương thì Minh Giáo vẫn có khả năng bốc hơi nha anh em, nếu như mà Thiên Dương khống chế được rất là nguy hiểm luôn. Rồi di chuyển lên khu số 8 luôn, không có ai. Bất tử luôn. Ok rồi chạy lên, đây có ai không? Không có ai luôn. Rồi chạy qua phải, đây có team, đang bắt anh cái bàn. Rồi cái bàn đã bị khống chế ở trong cái vòng, cái bàn đang cố gắng chạy, cái bàn chỉ còn một chấm máu. Ô cái ông thiếu lâm kìa, ôi cái bàn chưa chết nữa, ông thiếu lâm có bất tử nha, nên là bên kia cũng chạy được hơn xíu rồi. Ok chỉ ra chạy được, không làm được gì luôn anh em, tại vì cái bất tử của trong tâm ma này chỉ duy nhất môn phái thiên sơn mới xóa được thôi, còn lại là không có vô đam đó, nên anh em lưu ý nha. Chúng ta hồi nãy mà thấy được cái để cho anh tàn kiếm, bình thường thì mình sẽ để cho những môn phái máu giấy như là tàn kiếm á ăn cái cục bất tử để cho anh ấy có thể đứng càng ok hơn. Mình dặm xong mình chạy ra rồi, mình ít khi nào mình càng lắm anh em thấy không. Bây giờ anh tàn kiếm mà ảnh đang chịu trận rất là dữ dội, mình trắng máu luôn. Ôi không chết ui rất là nguy hiểm luôn. Ôi Thiên Dương, ôi chạy như khinh công cái kiểu lên ngựa ba ơi. Ok rất là nhanh chóng lên ngựa được rồi, chạy lên khu số 2, có team Nga Mi nữa đập cho bệnh luôn, rất là hay luôn anh em. Đó này, kiểu này là coi clip của cô rất là nhiều luôn anh em thấy không, khi mà chúng ta có biến chúng ta chạy một chỉ cái ná luôn đó, qua những cái khu mà kiểu giống như là không có ai qua, xa cái khu giao tranh hồi nãy á, rồi chúng ta qua hồ máu. Còn thôi chúng ta ví dụ hồi nãy đang giao tranh ở khu số 4 mà qua khu số 1 hồ máu cũng hơi toan tí anh em lưu ý nha. Nhưng mà cái này cũng hên xui, ở bên đây đang có mẹ tiêu dao này vừa gớt xuống là lên dĩa luôn, vậy còn Thiên Dương anh em ơi. Anh em lưu ý khi mà chúng ta giao tranh xong một khu nào đó, ví dụ khu số 4 giống như cái team mình mới giao tranh đi, thì anh em chạy qua khu số 2 hoặc là khu số 9 hồi máu, qua khu số 1 cũng được nếu như anh em có chiêu hồi máu nhanh. Còn không, nếu mà mình cắm đầu qua khu số 9 ơi khu số 1 á, đối phương còn chiêu đối phương qua, đối phương đập mình thêm cái là chết beo luôn nếu như đối phương có chiêu đó, nên anh em lưu ý nha. Điều này là một trong những kỹ năng anh em cần tham khảo, cần có được khi mà chúng ta đi cái tâm ma này. Còn qua những cái khu xa mà có người nữa thì mình chạy tiếp, chạy hoài đến cái giai đoạn cái khúc nào mà nó không có người nữa thì chúng ta có thể hồi máu được. Bây giờ có một team Nga Mi với lại con thiếu lâm ở bên khu số 3 qua. Bây giờ anh tàn kiếm đang được bảo kê để farm lính hồi máu, chúng ta có khả năng hồi máu được rồi, nên là cứ để môn phái tàn kiếm hồi máu đi. Team của chúng ta đang tập trung ở rương, còn một team 2 đó chính là team thiếu lâm Nga Mi. Team đó hơi bị căng tí, nếu như mà đây chạy lên được luôn mà. Rồi chúng ta đã bị hút lại, chúng ta đã cố gắng khống chế cái anh thiếu lâm bên kia. Thiếu lâm bên kia ơi, dậm được chưa? Ôi dậm đi, ôi gì vậy, gì vậy ba nội, gì vậy ba dậm tâm lắm vậy. Ui phải đòi một pha lắc rất là nhức đầu luôn anh em. Rồi chúng ta đã lướt vô quái chạy, hiện tại thì team của chúng ta chưa có thể nào mà quýnh lại cái team của anh thiếu lâm, nên là nếu được thì chúng ta ăn thủ lĩnh vui vẻ không được không ăn anh em ơi. Chúng ta chạy xuống qua đây, chạy qua đây rồi hồi máu không qua đây luôn đây đang có ôi cái team mạnh nhất trên thế giới. team kia dậy sợ ta phải nồi, team kia nó tưởng mình chỉ tôn thì sao á, quá ức nó sợ. Ôi kinh khủng nha, mà nó có thì là một kích luôn mới ghê chứ, phải nồi thì kinh khủng quá. Rồi cố gắng mở rương đi cho anh kia anh fan đi. Bây giờ là cái anh thiếu lâm Nga Mi có thể giết cái team Thiên Dương nhà mình giáo được đúng không, nhưng mà cẩn thận nha, mình giáo là bậu kích đấy, nó dậm cái ông thiếu lâm tắt thở luôn á, nên là anh em phải cẩn thận xíu. Có một phụ ma thạch cấp 2 nè, đang được miếng nam rồi đó anh em, mua đồ luôn đi đó, điện quan thạch ảnh cái kiểu ông mới bán cái kia luôn, bán tấn cấp ekip luôn phải nồi. Đây vậy mới giao tranh anh em, anh Thiên Dương chỉ còn khoảng 60% máu thôi. Rồi tăng cấp cái kiểu đi, có phát lì xì cái thứ luôn anh em lưu ý nha. Khi mà trong giai đoạn của chúng ta đang đi á,
ví dụ đi 4:30 đúng không, 5 giờ hẹn phát lì xì nha mấy ông nội, ta đang đi phái phát lì xì thông báo cho mọi người biết là tôi thắng tâm ma hả mấy ba, phải nồi thiệt. Anh em người ta đang quýnh rất là nguy hiểm rồi. Ôi vẫn chạy được. Vậy Nga My lên dĩa rồi. Vậy Nga My lên dĩa anh em ơi. Vậy mình giáo Nga My lên dĩa hả? Nếu mình giáo Nga My lên dĩa mình quýnh chắc hả? Bây giờ chúng ta đang dí theo anh Tô Lâm. Tô Lâm chạy mục tiêu. Thiên Dương kìa. Thiên Dương chí tôn luôn. Thiên Dương không biết còn sợi chì hay không, nhưng mà nó có được cái cục tỷ là bộ kích cũng khá là toàn đấy. Ăn rương luôn mày. Đó. Cả Thiên Dương quá. Vậy Thiên Dương nó còn sợi chì anh em. Thiên Dương không bất tử mà còn lấy nhây một pha dậm một cái đùng ơi. Vậy là anh giáo chết rồi anh em, khá là tiếc nha. Vậy còn Thiếu Lâm với lại một em nào đó đúng không, ghê thiệt. Ok rồi, nhắc lại cái vụ phát lì xì trong giờ đi tâm ma, anh em lưu ý đừng có phát nha anh em, đừng có thông báo tôi đây là người chiến thắng đồ cái kiểu, làm vậy không có vui đâu. Khi mà anh em bị cái tình trạng đó thì anh em sẽ biết cái cảnh rất là ức chế luôn. Mình thì mình chơi trên máy tính mình bấm rất là dễ, nhưng mà những anh em chơi điện thoại á cũng khá là khoai. Vậy là có team khác nữa rồi, rất là nguy hiểm, và một cái đùng chúng ta giết chết Thiên Dương rồi xong rồi. Còn cái ông này hên, chúng ta đã chơi cái chiều phần sơn đã hồi được nguyên cái máu. Bây giờ chúng ta nhảy lên trời cũng vô ích thôi, tại vì cái anh Thiếu Lâm có bất tử mà anh em. Rồi cái anh Tàng Kiếm đã có, ta nói là cái chiêu ôi bay ít hay quá. Cố gắng hồng áo cái nơi, hồng áo đi, hồng áo không lên máu xu trong mày không, trời ơi ngồi vô đánh ông kia sao đây, ghê thiệt. Rồi vậy là chúng ta phải để cho anh Tàng Kiếm anh ta chịu trận trước anh em ơi. Ông kia là ổng cũng hơi nhây ha, Thiếu Lâm hơi nhây. Giờ cái team này giết được cái team Nga My hay ta, team Minh Giáo Thiên Dương giết được Nga My Thiếu Lâm, giết được con Nga My luôn, ghê thiệt. Giữ con Nga My lại, rồi cái ông Thiên Dương xây chì, Thiên Dương có bậu kích đúng không, rồi ông Minh Giáo nhào vô in tiêu cái Thiên Dương xây chì cái nữa, Nga My chết rồi. Đăng nhập vô tài khoản khác luôn nội ơi, đang quýnh gì kỳ vậy ông nội. Khúc này đề nghị anh editor nhớ che lại khúc này, hay là cắt khúc này giùm tôi đi. Rồi chúng ta quay lại trận đấu, bây giờ chúng ta chỉ còn có anh Giáo thôi, nên là giây thứ 0 sẽ có đồ ăn. Giây thứ 55 mới bắt đầu quýnh nhau. Anh em lưu ý nha, ai mà chơi chiêu hụt một cái chiêu trước giai đoạn mà nó bắt đầu quýnh nhau thì người đó sẽ lỗ. Cái điều này mình nhắc rất là nhiều lần luôn đúng không. Hiện tại thì chúng ta đang có cục tỷ lệ bồ kích, bên kia không có. Chúng ta hơn một quân hàm, chúng ta có hai người, khả năng chiến thắng sẽ rất là cao. Nhưng chúng ta cũng phải coi anh Minh Giáo của chúng ta có bị dặm chúng hay không, Tàng Kiếm có bị dặm chúng hay không, Tàng Kiếm có chết hay không, Minh Giáo của mình có dặm chúng người ta nữa hay không. Hình mình dặm cái bình thường là mình lên vô thánh mình dặm người ta dễ bị hụt lắm anh em, không biết sao. Rồi chết đoan nha, đây có bức tử luôn. Rồi ok, xong rồi lượm ơi, xong rồi lượm ơi. Rồi lượm kia đang lướt, lượm kia đang cố gắng nhảy quỷ thiên để né chiêu của chúng ta. Dặm vô cái anh tàng kiếm búp 7x, anh kia chỉ còn 100 máu, búp lên chiêu 7x dành cho cái anh rồi chết luôn. Ôi vãi nồi thiệt, anh hay lố rất là hay luôn. Khúc cuối chém cái. Đây là một video tầm 3 tháng anh em, cực kỳ kinh khủng khiếp luôn. Và cảm ơn anh cua Alaska đã gửi video đến kênh LNB. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.